Hùa xin kính chào quý bà con cô bác đang theo dõi kênh Nhà Không Có Đàn Ông của bà Hùa. Hôm nay bà Hùa sẽ kể cho bà con nghe về công việc làm của chị em nhà bà Hùa. Tèn 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 tèn. Đây là vườn rau của bốn chị em nhà bà Hùa. Bà con cô bác thấy rau tươi xanh chưa nè? Tươi y chang như em vậy đó. Đây là em thứ tư của ba. Lúc trước á nó là con trai, còn bây giờ nó là con gái. Mẹ, nói ra chi vậy tao mới biết á. Nhìn tôi người ta tưởng gái, không ai biết tôi con trai. Hay quá. Xin chào tất cả khán giả của chị Ba Hùa nha. Trời ơi, hồi xưa em là con trai đó, em mạnh mẽ đó, em nam tính lắm á. Em làm nghề kỹ sư xây dựng nè, thợ sửa ống nước, sửa điện, sửa đồng hồ nè. Hồi xưa em còn chơi tạ, chơi thể thao dữ lắm nha, em tập gym, tập yoga, mạnh mẽ lắm á. Nhưng mà một thời gian sau em quyết định, gọi là sao, ông bà thường nói là nghề chọn người chứ người không có chọn nghề. Em quyết định là chọn cái nghề trồng trọt chăn nuôi để em phụ chị ba em. Một thời gian sau em làm phụ chị ba em á thì em thấy được là em thích làm con gái hơn. Thật là tươi đẹp á, em yêu cuộc sống này. Ôi trời, chị ba quay à. Đừng có quay em. Nè, ngại gì mà ngại, quay qua cùng với bà con đi ông Lành. Đây là cô em út lành dễ thương của ba. Nhìn nó mỏng manh dễ vỡ vậy nhưng mà không có dễ vỡ đâu nha. Đúng rồi, nhìn em mong manh chứ không hề dễ vỡ nha mọi người ơi. Kính thưa quý bà con cô bác, xét thấy dí déo của chị ba tôi không hề có tốt ích gì cho làng xóm, yêu cầu đi bọt tắt nhanh và luôn. Xin cảm thương Út Lành. Đùa gì kỳ vậy? Trời ơi, chị quay cái khác đi. Còn đây là chị hai của ba nè. Chị hai của ba dễ thương lắm á. Chị hai, quay lại chào khán giả đi chị hai. Cái gì nữa? Trời đất quỷ thần ơi, quay hoài. Nếu đi chỗ không quay mà sao cứ chui vô đây quay hoài vậy? Hả? Tao nói không đúng sao? Hả? Suốt ngày mày cứ YouTube hoài. YouTube là cái gì? Biết ngay chị Vũ à. Chị chửi vậy rồi khán giả bỏ không theo dõi kênh của mình hết sao? Cũng may ba còn một đứa cháu gái thật là dễ thương. Diệu ơi Diệu. Trời ơi trời, trẻ như vậy rồi á mà mấy má còn làm chưa xong nữa hả? Rồi lấy hàng đó con dao. Trời ơi đây kìa, đó mình la bà Hùa kìa. Diệu. Chào khán giả của má ba đi. Chào khán giả má ba cái. Chào đi. Má đang làm một quay hoài vậy? Chào lấy khẩm tình cho má ba cái coi. Chào đi. Đó. Chào khán giả. Cả nhà đừng có đăng ký cho má nha. Ê, con bỏ đi. Mũi gì? Tao cắt ở chỗ này. Thôi bây giờ là ba có công chuyện, hẹn khán giả ba sẽ quay clip sau nha. Rồi giờ nhớ ủng hộ cho kênh Nhà Không Có Đàn Ông nha. Nhớ nha. Chào. I love you. I love you. Rồi. Má, con đã ghi lại là những đơn đặt hàng rồi. Bây giờ cả nhà chuẩn bị cho con nha. Thím 6 30 kg, chú 7 50 kg, chú 8 ở ngoài chợ là 70 kg. Đó rồi 5 kg, 10 kg, quá trời luôn. Mà mấy má ở nhà mấy má cãi lộn không à? Giờ hàng đâu con giao cho kịp đây? Ai da. Diệu ơi, mấy cái đơn lớn lớn con giao đi, mấy cái nhỏ nhỏ Út phụ con. Đó có Út phụ rồi. Đây nè, đây phụ bên hàng lên cho nè. Giỏi quá mày ha. Thôi mấy ba để con làm cho. Chị hai. Cái gì? Em thấy công việc mà trồng rau trồng cải này nó cực quá à chị hai. Mình đổi nghề khác mình bán có lợi hơn chị hai. Nghề gì? Dạ bán đất đó chị hai. Bán đất hả? À? Tao không có bán. Bán nó lợi hơn chị hai. Ai bán thì bán nha. Chứ còn tao là tao không bán rồi đó. Nhưng mà ở đây là người ta bán hết rồi, chỉ còn có cái nhà mình thôi đó chị hai. Đứa nào mà nhắc tới bán đất là chết với tao đó. Xin chào đại gia đình. Em xin trân trọng giới thiệu em là Trương Ngư, đến từ công ty bất động sản Minh Quang. Tình hình là hôm nay em đến thông báo với gia đình là
chung quanh hàng xóm láng giềng đã bán hết đất rồi. Và em muốn khuyến khích gia đình mình bán đất cho công ty bất động sản Minh Quang. Trời ơi, nó liều mạng ghê trời. Nó dám đụng tới đất của bà hay lửa luôn trời ơi trời. Út, chuẩn bị coi phim. Mày điên hả? Trời đất ơi, ai khi bán đất cho mày? Mà mày qua mày mới giới thiệu mày đòi bán đất, mua đất gì đây đây? Tao tán một cái mày tỉnh luôn đó. Ai muốn bán đất cho mày mà mày vô mày mua đất hả? Không bán đất, mua đất. Nói nghe nè, chị khuyên nè, né cái chữ đất cho giùm chị. Nhà chị kỹ chữ đất. Em nói chút xíu là dao nó bay vô đầu em đó. Tôi chỉ nói chuyện với chủ nhà. Rồi rồi rồi, muốn gặp chủ nhà phải không? Chị chủ nhà chị hai. Tụi nó ra gặp chủ nhà kìa chị. Qua gặp tụi nó đi. Ai kiếm tao? Chị qua chị hương lượng nè. Chị ba, chị qua. Chị hai qua đi. Trời ơi. Sao? Chuyện gì? Tôi muốn khuyến khích gia đình mình bán đất cho công ty bất động sản Minh Quang. Mày mua đất phải không? Lạnh quá. Từ nay tôi sẽ không nhắc đến từ đất nữa. Mày mới nói đất. Mày mới nói đất. Trời ơi. Cái gì mà cái đường dữ vậy? Mày nạt ai vậy? Hả? Tao cấm tụi bay nói chuyện bán đất kia chưa? Bán không bán thôi, chị tạt nước người ta, người ta bệnh cảm sao? Bà cái nương bà quá trời quá đất à. Làm đi. Bình tĩnh, bớt lửa lại giùm con. Mới làm giùm con có hàng con dao nha. Ui nóng dữ vậy trời. Trời ơi, nhà không có đàn ông mà tính ai cũng như đàn ông. Còn nhóm làm không được, còn phải báo cáo sớm cho tôi biết chứ. Thì con tưởng là con làm được, nhưng mà cái gia đình này nó căng lắm chú ơi. Họ nhất quyết không chịu bán đất. Mình trả tiền nhiều họ cũng không chịu luôn chú. Đành là như vậy, nhưng mà phải tìm cách làm sao mua cho bằng được. Kế hoạch của công ty phải làm trước Tết. Nếu không mua được miếng đất này á, cậu chuẩn bị đi, làm đơn. Chú cho con cơ hội đi chú. Cơ hội gì nữa? Cho con thêm thời gian được không chú? Bao lâu? Dạ Tết năm sau chú. Cậu dẫn mặt với tôi hả? Người ta cần dự án năm nay mà tự nhiên người nói năm sau. Chú, bây giờ tôi hỏi cậu lần cuối cùng, cậu có còn muốn nhận cái dự án này nữa hay không? Dạ. Dạ. Anh Hiếu không làm thì con sẽ làm. Ok. Trường, con quyết định nhận dự án này. Con có biết là thằng Hiếu nó giỏi cỡ nào mà nó còn chào thua cái dự án này đó. Con quyết định chưa? Con chắc chắn mình làm được. Được. Ba sẽ giao dự án này lại cho con. Nhưng mà con phải nhớ, công ty cần miếng đất trước Tết. Hoàn thành sớm càng tốt. Ba tin tưởng ở con. Con cảm ơn bà đã tin tưởng con. Chuyện gì khó, ba có để con lo. Cậu làm cái gì vậy? Dạ, con hơi chóng mặt xíu chú ơi. Chóng mặt hả? Vậy làm đơn xin nghỉ đi. Thôi con nghỉ dưỡng mấy ngày con đi làm được rồi chú. Khỏi phải nghỉ luôn chú. Thở dài gì mà thở dài. Trường ơi, Trường giỏi lắm.
Cái dự án anh làm một năm còn chưa xong, dám nhận làm tới Tết luôn. Mà sao anh biết cái dự án này nó khó ăn như vậy? Mà sao anh nói em vậy? Hồi nãy mày không thấy tao quay ra tao nói không 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 hả? Tao đá mắt nó, mắt tao giờ nó còn lé nè. Mà mày... Ok. Em tưởng anh nói là ok mà. Tao nói không đó. Ngon quá. Mà nè, anh thấy mày cũng còn trẻ lắm á, chắc còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được ha. Nói đi anh thực hiện cho, chứ vô chỗ đó là khó đường về lắm á. Anh bắt tào lao đi. Thôi, tào lao hả? Mày vô đó rồi mày biết, toàn là cọp với báo không à. Bữa sư tử Hà Đông vô mà về luôn á, không không ở được luôn á. Tao nói thiệt. Với lại á, anh á là hiếu hèn mà. Thấy không? Anh làm không được không sao, còn trường con chủ tịch mà, trường bờ rồ rồi mà, giờ không làm được chắc chắc cũng kỳ lắm á. Mà không sao đâu, chắc ba em cũng không làm gì em đâu. Sao anh biết không sao? Em không làm được á, ba em đuổi em luôn đó. Mà chắc phải có cách chứ phải không anh? Trong cái khó phải lo cái khôn chứ hả? Thì đúng rồi, ông bà mình nói trong cái khó phải ló cái khôn chứ. Nhưng mà này trong cái khó mày ló cái ngu á, tự nhiên mày nhận đó. Làm tao cũng khỏe. Mà thôi anh đừng có giỡn nữa. Ngày mai anh đi với em nha. Tao chóng mặt rồi. Ngày mai tao phải nghỉ dưỡng rồi. Tao không đi được. Anh không đi là em đuổi anh luôn á. Tao không tin là trong một ngày á, bị hai cha con mày đuổi việc luôn á. Mà đi đi nha. Nhớ mua bảo hiểm cho tao đó. Được rồi. Trường bờ rồ. Đất này là của nhà họ đó. Nhà có 5 người, trong đó có 4 chị em gái với lại một đứa con gái của bà chị cả, mà không có ai có chồng hết. Nhà nữ không mà không có đàn ông hả? Hồi trước thì có, mà giờ còn có nữa. Là sao? Thì nửa này nửa kia đó mày. Mà nó quái đản lắm. Mà không phải nữa, cả gia đình quái đản lắm. Mà quái đản gì? Để em. Để mẹ đây mình ha, tao đi nha. Ê, đi chung nha. Đi lên. Trời ơi, mày ra mày mở cửa không, tao đốt nhà mày nha Sáu nè. Rồi mày đặt đáo tao, mày bơm hàng, mày nghĩ đi, tao đâu có dí dao vô cổ mày. Rồi bây giờ mày không trả tiền tao, rồi bây giờ mày trốn luôn hả Sáu? Mày ra đây mày trả tiền cho tao sao? Sáu ơi là sao? Đừng có chĩa mặt sát tao, bự lắm mặt tao bự. Mày chĩa vô đây nè, mày bóc phốt mày của mẹ Sáu đó. Dạ. Mày chĩa đi, mày chửi phụ tao đi. Rồi rồi. Sáu ơi Sáu, bà ra bà mở cửa cho chị tôi. Chị tôi dữ lắm à. Không thôi là chị tôi đốt nhà bà đó. Mày chửi xong rồi hả? Sao mày chửi ngắn ngủn vậy? Trời ơi, chửi y hệt câu của tao à. Thôi mày dẹp đi. Bé Tư, chửi bé Tư. Dạ, để em. Chị Sáu. Chị Sáu ơi, nghĩ sao vậy? Chị nghĩ sao chị em mua bán cho chị mà chị không trả tiền? Chị em chơi nhà mười mấy năm, chửi đặt hàng ra rồi bom không trả tiền, chửi đứng ngoài cổng nhà kêu rồi khô cổ rác cổ luôn, chửi mạnh lên mà không có một chút xíu lên tiếng. Chị bị cái gì vậy? Mày chửi á? Chị sao? Chị tên xạo đó. Chị nghĩ sao vậy? Em đang nghĩ chị, em lại chị. Trời ơi, em lại chị. Trời. Em lại chị. Mày đứng dậy. Tao kêu mày đi đòi nợ là mày phải chửi người ta, tự nhiên mày lại, mày là chủ nợ mày lại làm gì? Mày chửi. Trời ơi, chị khờ quá, chị không có kiến thức đi đòi nợ. Trời ơi, thở đời nay nó không giống ngày xưa. Ngày xưa là mấy người thiếu nợ á là phải năn nỉ những người cho mượn nợ. Còn bây giờ, những người cho mượn nợ phải năn nỉ lại những người thiếu nợ nó mới trả cho mình. Chị chửi là ai trả? Thôi mày im mày đi mày. Mày chỉa vô đây nè, đã tao nói mặt bơm bự mà. Nè, mày chửi. Mày chửi Út, mày chửi cho tao. Mày chửi. Alo alo. Thay mặt tổ trưởng tổ dân phố, tôi tổ viên yêu cầu chị Sáu bước ra cửa làm thủ tục kết nạp tổ viên. Cái gì vậy
má khùng hả? Trời ơi, không có đứa nào chửi phụ tao hết trơn hả? Trời, con sao? Con sao? Con sao? Mày mở cửa cho tao, mày mở cửa, mày trả nợ cho tao chứ sao? Mày sao nợ tao đi? Mày mở cửa tao sao? Sao mày mở cửa, mày trả nợ tao sao? Mẹ mày! Mày làm cái gì vậy? Sao mày vô nhà rồi? Trời ơi, cửa đâu có khóa đâu. Sao nãy giờ mày không nói ơi? Chỉ có nói đâu em mở, em tự nhiên đó. Mày đỡ hay xuống? Trời ơi, chị xuống đi, chị quậy quá. Dính cái dép hay rồi nè. Đi, đi vô chửi nó tiếp. Vô. Dạ. Bà Sáu, tụi tôi đã vô tới nơi rồi, bà có chịu ra trả tiền hay không? Tôi đốt nhà bà đó. Quên. Chuyện gì vậy má? Ủa má, má làm cái gì mà má la làng coi xốp lên vậy? Con đi từ đầu ngõ mà cái tiếng của má ác cả tiếng buồn con luôn á. Nãy giờ chị có la gì không tụi em? Trời ơi, quan ức cho chị quá. Má đâu có nói gì đâu con. Nhưng mà chuyện gì? Chuyện gì vậy má Tư? Thì bà sao đó, hồi hôm hổm á, bà đặt rau của má con, rồi đặt cho đã đời, cắt hết trơn luôn, rồi không lấy. Trời ơi, rồi hư hết trơn rồi bà không trả tiền luôn. Rồi má con la sùm, đứng ngoài đây la khản cổ, bà không lên tiếng luôn. Con nói rồi, mấy cái vụ mà giao rau này kia cứ để cho con lo. Cứ đòi phụ rồi giờ tao bơm hàng rồi, thấy không? Má nữa, cái gì má cũng phải từ từ nhẹ nhàng thôi, mấy này để con. La làng ai sớm mà công người tổ dân phố người ta tới người ta nói. Vì sao? Bây giờ vậy con bao? Bơm hàng là cái tội bất đức. Nghĩ sao để má tôi quay chuối ai? À bây giờ bà... Coi. Mày hơn má, thì con gái má mà. Bà sao? Bây giờ bà đâu? Bà tất nước vừa thôi nha. Bà nghĩ sao bà đặt cho đá rồi bây giờ bà không lại? Trời ơi, hình như cái bà Sáu trong nhà bị câm, bà không lên tiếng được đâu. Chắc bà ngủm rồi đó. Dưới tình hình khẩn trương này, chúng ta không cần báo cáo tổ dân phố. Sống vào! Mọi người dừng lại! Chuẩn bị vũ khí! Chị Sáu, thôi nói chuyện đàng hoàng với dì nè. Dì để cho con với má con rác cổ quá rồi. Dì đặt rau xong, tại sao dì không nhận? Tôi đâu có đặt rau. Má! Giải quyết! Sao bà ăn nói ngang ngược vậy bà? Bà đặt rau tôi rồi bà nói bà không đặt rau là sao? Tôi đặt ga, tôi thấy lửa, tôi bấm vô một lửa ai nhà nó nhảy hai lửa. Chứ tôi đâu đặt rau. Thôi con nói đi, má rối con này quá. Thì sao? Nếu như mà dì lỡ đặt rồi, dì biết là sai, thì dì quỷ. Thì sao dì không quỷ? Thôi được, con thay mặt cái nhà con quyết định giảm 50%. Không, tôi không có trả, tôi không có biết gì hết đó. Mọi người về đi. Trời ơi, má lại cho má ơi. Má đứng lại đi, má ơi. Bình tĩnh má ơi, bình tĩnh má. Trời ơi, bình tĩnh. Má ơi, trời ơi, má. Tất cả mọi người bình tĩnh. Ủa má hai, má hai muốn ba lê hả má hai? Ba lê con xử chưa? Chuyện nặng phải của anh nha. Nhưng Cường xử được, từ nãy đồng ý gia đình có xử được hay không? Ok. Bà Sáu, bà lấy rau của ta đúng không? Tôi hỏi đúng không? Bà lắc đầu hả? Bây giờ tôi hỏi bà có trả tiền hay là không? Không. Vì sao? Con biết tính Cường Đô, đụng là đập. Đập bình bông nhà tôi. Có trả tiền không? Không. Lại không. Vì sao? Con nói mà dì không có nghe, vô đập nữa đó. Con la nó cũng đã bể rồi, bây giờ có... Có trả tiền không? Không trả nữa là đốt nhà luôn. Chịu trả rồi hả? Nhanh, móc tiền ra trả liền nhanh. Phải dùng vũ lực mạnh mới chịu. Mai mốt mình bớt bơm hàng cái gì nha. Kêu bà lửa qua đây. Con thay mặt má con nhận. Mệt quá. Gì? Ủa sao đưa lại vậy?
giảm 50%. Trời đất ơi, giảm 50 để nói biết trước tập có một cái bình thôi. Ai biết anh sung chị? Má, mình lấy tiền đủ rồi, về. Về. Em thấy sự uy lực của người chồng tương lai em chưa? Ủa sao anh tán hoài vậy? Ai mượn? Ai mượn anh tới đây anh đập đồ của dì Sáu? Dì Sáu, một hồi nữa dì quy ra tiền cho con. Bao nhiêu tiền bắt cha nội này đền? Không đền nói con biết nha. Nghe chưa? Xoay qua coi. Đập đồ tao. Gà nóng giòn, nóng giòn đây. Rồi em để cái đó xuống đây. Đó, ngon quá. Qua ngồi đi. Xích xác. Má. Ê, đi đâu vậy? Vô đây. Vô đây, vô đây. Đi đâu mới về vậy? Hả? Con đi giao 10kg giao cho chú Minh Mấm. Hình như là ổng làm đám giỗ hay sao á. Trời ơi. Má. Gì? Hôm nay làm gì mà đồ ăn quá trời vậy? Trời, gà nướng nè. Chưa có ăn cái gì bốc 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 rồi. Ngon quá. Biết làm sao mà bữa nay đồ ăn ngon vậy không? Sao vậy má? Hôm nay là tao đưa bà Sáu lên thớt cho nên là tao đãi tiệc lớn luôn á. Nè 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 nè. Có canh chất lượng nha. Đây. Cái món này là tôi nghiện luôn á. Tôi thích món này nhất á. Ăn đi. Món canh giải nhiệt á. Ăn nhiệt tình như cái tôi. Đồ ăn ngon quá. Khoan, chưa làm thủ tục thì chưa được ăn. Ba Hùa xin trân trọng kính chào quý vị khán giả thân yêu đang theo dõi kênh Nhà Không Có Đàn Ông. Hôm nay Ba Hùa và tất cả các thành viên trong gia đình xin kính chào quý bà con cô bác, lời chào thân ái và trân trọng nhất. Nào, các thành viên đưa tay trái lên. 2, 3. Không đàn ông vẫn vui. Tay phải lên. 2, 3. Không đàn ông vẫn hạnh phúc. Ý, sao thiếu một người vậy ta? Tao nè. Qua đây đi, mày để cái máy vô đó, mặt tao bự lắm. Đi, qua đây ngồi, đè lên. Đó, mày, bây giờ mày be vô mặt tao kìa. Sao suốt ngày mày cứ quay hoài vậy? Ăn mày cũng quay, mà mày làm mày cũng quay. Suốt ngày YouTube be hoài. Cười lên, cười lên, cười lên. Tao cười không nổi đâu, tao dẹp đi. Má ba. Hả? Con thấy má của con nói đúng á. Má cứ quay hoài à. Quay cái gì mà ăn cũng quay, làm cái gì cũng quay nữa. Như vậy á không hay đâu. Lâu lâu ủng hộ tụi con mới cười như vậy thôi, chứ thực ra tụi con mới thích. Em thấy Diệu với lại chị Hai nói đúng á. Tự nhiên bữa nữa đang ngồi cảm giác bắp ngon lành luôn, tự nhiên cái bà đặt cái ống kính vô mà bà quay YouTube gì của bà đó, cái tự nhiên cái mình ngồi mình lặt từng hộp mình ăn luôn. Ai biểu? Thôi chị ba ơi, em đói bụng quá, mình ăn đi. Thôi cái nhà ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mà Quan, con Tư, sao hồi sáng mày làm gì vậy? Tự nhiên đi đòi nợ con Sáu, mày làm gì mày khóc lóc mày gian xin? Mình là chủ nợ chứ đâu phải mình là con nợ đâu. Mày làm gì thấy ghê vậy? Chị không có tâm lý. Trong đầu chị nó có cái gì trong đầu chị cháu trơn vậy đó. Chị nghĩ sao vậy? Một mình chị chửi thôi, dẫn em đi theo để chi? Để em năn nỉ. Lỡ người ta có giận á, người ta nhìn thấy em, người ta mua vợ, người ta trả lại cho chị, chị không tính đường lui. Đòi đi rồi em chửi theo, hai đứa vua theo. Rồi lỡ có chuyện gì anh giận nó đi, mất cả chị lẫn chà, sao chị đòi nợ được? Vậy tao hỏi mày chứ cái máu đàn ông mày đâu? Thôi chị xin lỗi. Xin lỗi má. Thôi đi. Tại chị nó nói chị quên bộ. Má Tư, bỏ qua cho má con nha. Ừ. Gì ơi. Bởi vậy tôi nói ở nhà chỉ có mình Diệu á, nó ưng cái tính tôi nhất luôn á. Thôi ăn đi chứ. Thôi ăn đi, ăn đi. Bởi vậy người ta mới nói ha. Trồng chi ra ba cái rau củ quả chi cho nó khổ cái thân, nó cực cái thân vậy, rồi bây giờ cũng bị bom hàng nữa. Thấy không? Bán đất đi, rồi xây lên 7-8 tấm vậy đó, rồi kiếm công chuyện gì khác làm ăn nó sướng hơn không? Em nói có gì sai hả chị Hai? Mày nói sai quá sai. Dạ. Mày không uống rượu mà mày nói vẫn sai. Em sai chứ. Mày mốt mà mày nói tới cái chuyện đất đai nữa là mày chết rồi với tao á.
Được chưa? Dạ. Bực mình quá. Dạ. Mẹ. Con thấy á, cái vụ bán hàng online này cực kỳ hay luôn. Nhưng mà có một cái vấn đề nan giải, đó chính là cái vụ bơm hàng. Bây giờ cái chuyện này xảy ra rất là nhiều luôn. Cứ bán hàng online là cái chuyện bơm hàng là bình thường. Nhưng bây giờ mình giải quyết nó như thế nào? Con có cách này rất là hay nha. Bây giờ ai đặt hàng của mình á, mình ghi tên, xong mình ghi địa chỉ cụ thể, số điện thoại, lấy cái gì, mua cái gì, bao nhiêu ký rồi ha. Xong cái mình ghi ra giấy, mình chụp hình lại, mình gửi qua tin nhắn cho họ, chờ họ xác nhận ok một cái là mình giao. Còn không ok thì đừng có giao. Mấy người mà không ok là khả năng bơm hàng rất là cao. Xuất sắc, trời ơi, vô thưởng cho con một miếng thịt cho câu nói quá hay. Nhà có con gái đẹp là giỏi giang, đáng đồng tiền bát gạo, đúng không? Đúng, ừ, đúng. Yeah. Con là con của bà hai lửa mà. Bởi vậy người ta nói á, chị là có công gọi là sinh thành, ở đây có công dưỡng dục. Ví dụ như bà này danh là dạy dỗ ở đây dạy học, còn em á cho bú. Gì mày cho bú hả? Thì pha sữa bú bình đó chứ chị nghĩ gì. Thôi thôi, trời ơi, ăn cơm đi mọi người ơi. Ăn đi, ăn đi, ăn cơm đi. À mà khoan, chị bây giờ chị mới suy nghĩ, con này nó cứ vậy. Chị biết là nói chung là cái công chung của mấy chị em mình, cho nên là trong đầu mình phải suy nghĩ là mình sống rất là mạnh khỏe, thật là vui vẻ, mình không cần phải lấy chồng, đúng không? Mình sống như vậy cho nó thoải mái, mắc cớ gì mà lấy chồng cho nó mệt mỏi vậy? Chính xác. Còn con sao mẹ không nhai đi? Ủa, ăn rồi mà cũng bỏ rồi mà xuống. Nhả cái bị bà ơi. Thiệt là vô lý hết sức à. Cái chuyện không chồng cái chị đưa con nhỏ vô đi chi cho nó tội nghiệp nó vậy. Mày biết cái gì mà mày nói? Mày để tao đi, mày đừng xía vô. Nâng đi lên đi. Vì ngôi nhà không có đàn ông, độc lập, tự do, thoải mái. Mà thôi ăn đi, ăn đi. Mày nghỉ ăn đi mày. Cái nguyên tắc của nhà này ăn là không có được nói. Mà ngon quá, mình khen ngon chứ chị. Mày ngon mày cũng ngậm họng mày lại, mày đừng có nói. Ngon thì nói làm gì? Vô. Thấy anh mày chu đáo chưa? Thuê hẳn cho mày một cái phòng luôn, để mày vừa nghỉ ngơi vừa làm việc. Cảnh ngoài đó đẹp lắm á, có gì ra đó chụp hình. Chưa hết đâu. Đây. Đây là cái bàn sơ cứu, để có gì mày bị đánh á, mày băng bó vết thương luôn. Thôi, em giữ cái bàn cho anh á. Tao thuê cho mày mà. Với lại đặc biệt ở đây là có cái giường ngủ. Đã quá. Mà nãy em đi vòng vòng với anh á, em thấy mọi người ở đây bình thường mà. Mà sao anh nói là hộ báo gì ghê vậy? Thì cái đó là mày đi vòng vòng, mày chưa có dừng lại, mày thử mày dừng lại, mày hỏi mua đất coi. Coi coi cọp beo nó bay ra nó tắp vậy không? Với lại á, cũng sắp tới Tết rồi đó nha. Mày làm có kịp deadline không nha? Bỏ chân xuống đi. Mày tính làm gì tao hả? Làm gì? Hai thằng ngồi trên cái giường kỳ gì? Ông khùng quá ông ơi. Chắc chắn á là em có cách rồi. Nhưng mà anh có kinh nghiệm nhiều á, anh chỉ cho em đi. Bây giờ ở trong nhà đó ai là người khó thuyết phục nhất? Thì dĩ nhiên là chủ nhà chứ ai. Bà hai lửa đó. Để tao nằm xuống tao suy nghĩ cho. Cái gì vậy?
Cho tôi nằm tôi nghỉ, tôi suy nghĩ. Để cho em ngủ xíu. Lúc đó cũng mệt mà. Bây giờ mày tập trung nha. Mà anh tìm hiểu kỹ chưa vậy? Giờ tôi muốn ở đây á, mọi thông tin phải tuyệt đối chính xác nha, không có được bất kỳ một sai sót nào á. Sao tôi quế mày quá vậy? Mày thấy tao chuẩn bị công phu chưa? Như một cái giáo trình dạy tiến sĩ luôn á. Rồi anh nói thử đi. Mà tao hỏi mày nè, mày có suy nghĩ kỹ chưa? Có chắc là mày dùng Mỹ Nam kế để mày cứu công ty không? Trời ơi, chắc chứ sao không? Anh là anh của em á, mà anh không tin em à? Nhưng mà lỡ mà có gì là mất đời trai gắn chịu nha. Thôi được rồi, chắc chắn đi. Anh giải thích mấy cái này là cái gì vậy? Cái ngôi nhà này là một trong những cái ngôi nhà mà rắc rối nhất trong cái khu dự án của mình. Ai cũng đồng ý, chỉ có ngôi nhà này à, không đồng ý à. Đây. Bà là cái gì? Mày biết đọc chữ hả? Hai lửa. Đúng rồi đó. Mày thấy tao vẽ thêm cái này không? Sao giống ban chim bồ câu vậy? Mày thèm bồ câu lắm hả? Đây là ba cục lửa, bả là hai lửa thôi, nhưng bả dữ quá cho nên tao quất cho bả ba cục lửa luôn. Bả là người quyền lực nhất trong cái ngôi nhà này, tất cả mọi chuyện là bả quyết định. Bả rất là thích trang điểm đó, nói chung là xí xọn á. Mày nhìn cái chân mày của bả nè, thấy không? Cái miệng thấy không? Ở trên một tấm hình nhỏ nhỏ mà mày thấy lố ghê không? Tiếp theo, còn nhỏ thứ hai, mày biết đọc chữ hả? Diệu. Đây là Diệu, con gái của bà Hai Lửa, là cháu của ba người này đó. Nhưng mà quyền lực cũng không kém, nó có thể điều khiển được ba người này, và ngược lại nó có thể điều khiển được bà Hai Lửa. Mày thấy tao vẽ cái mũi tên ngược lại không? Có thể tương tác được luôn đó. Rồi còn ba người bên dưới, ba hùa. Mày thông minh rồi đó, biết đọc chữ rồi đó. Bà này là ba hùa đó. Tính cách của bà là hay hùa, nói chung là ai nói gì bà nghe nấy, miễn sao có lợi cho bà là được. Bà rất là thích nhậu, cỡ tao với mày là không xi nhê về bà đâu. Đây. Rồi sao cái bà này nhìn mặt giống đàn ông quá vậy? Câu chuyện bà nghe, mày mà có gặp bà tuyệt đối không được nhắc tới chữ đàn ông, nếu không mày không còn cái răng ăn cháo. Hồi đó là chú, mà giờ là dì. Bà rất là thích thiêu thùa, nhưng mà giờ tao nghĩ lại rồi, nếu mà mình nhanh nhất, hiệu quả nhất, tức thời luôn, mày tấn công vô bà này đi. Mày nói một tiếng là bà ừ liền, là chốt luôn. Thôi. Cái ca này khó quá. Cho qua bà sau đi. Rồi con bà này. Ai kêu bà? Bạn thấy ta trẻ vậy mà kêu bà hả? Đây là một cô nàng xinh đẹp, được mệnh danh là nữ hoàng đồ chua, rất là thích ăn chua, chanh quất lần mấy trái, còn me lộn nuốt trọng luôn. Cung song tử rất là hợp với tao, cung song song. Nhưng đây là đồ cúng, tuyệt đối mày không được đụng vô. Tao nói nhiêu đó là mày hiểu rồi đó. Tao nhắc lại một lần nữa, mày mà đụng vô mày cũng sẽ rớt răng. Sao vậy? Mày chỉ biết đồ cúng được rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của mày là tấn công vô con nhỏ này. Tính cách của con nhỏ đó sao vậy? Tính cách của con nhỏ này y như mẹ nó vậy đó. Một lửa. Là có con rồi hả? Tầm bậy, nó là con gái. Mà tại vì nó giữ y như mẹ nó vậy đó. Bả hai lửa cho nên nó cũng một lửa, không thua gì mẹ nó. Cho nên mày phải cẩn thận nha, nếu không mày cũng sẽ dễ rớt răng lắm. Vậy sở thích của nhỏ đó là sao vậy? Sở thích thì mày đi tìm hiểu đi. Tao chỉ cho biết tính cách vậy thôi, chứ không lẽ giờ cho biết sở thích nữa. Vậy thì tao đi cua luôn hả? Ủa, ra đây chi vậy anh? Chuyện nhỏ nhỏ thôi. Đây là cái con đường dẫn vô nhà họ. Họ hay đi qua lại đây lắm, cho nên mình phải ở đây để mình tiếp cận đối tượng, hiểu không? Nhưng mà nhiệm vụ lần này á là mình mày làm thôi nha, tao là không có liên can gì đó.
sao vậy? Trời ơi, mày hỏi sao hoài vậy? Nguyên cái gia đình họ dữ lắm, mình phải xé lẻ ra, hiểu không? Mày trẻ, mày tiếp cận với đối tượng trẻ, còn tao già thì tao phải chơi với đội đội trưởng, hiểu không? Tới tới kìa, núp vô, núp vô. Trời ơi, làm như em nhát với anh vậy đó. Làm gì, hiên ngang lên. Hiên ngang hả? Trương, 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 Trương ơi, cảm ơn Trương ơi. Dừng lại. Nè, anh bị điên hả? Trời ơi, cái xe của tôi có sao không chị trời? Người ta đang chạy xe giữa đường, bang bang ra làm gì ông nội? Cô thông tôi rồi đó. Bây giờ cô chở tôi về nhà cô đi. Để tôi còn biết gia đình cô. Mai mốt có gì tôi còn bắt đền nữa. Anh có bị gì không vậy? Xe của tôi chưa hề đụng vô người anh một chút nào luôn nha. Mà muốn gì thì vô bệnh viện. Mắc mới gì tôi phải trở về cho anh biết gia đình của tôi vậy? Bị gì vậy? Hả? Muốn khám sức khỏe đúng không? Lên xe, tôi đưa vô bệnh viện. Mắc gì tôi vô bệnh viện? Bệnh viện đâu có tông tôi đâu. Cô á, mới là người tông tôi á. Trời ơi, thánh ăn vạ luôn á. Chưa hề đụng vô luôn á. Sao ngang ngược quá vậy? À nó cũng không đụng. Có đụng tay tôi nè. Cái tay bị gì? Không bị gì hết. Không bị gì hết mà bắt tôi phải trở về nhà. Vô bệnh viện không chịu. Đúng là thánh ăn vạ. Trời ơi trời, cái xe của tôi nè. Cái ủa, xe ông đâu tiền ta? Nè. Đâu mất tiêu trời. Ông nào? Ở đây chỉ có tôi với anh thôi đó. Con đường này chỉ có mình tôi đi giờ này thôi à. Không có ông nào đâu nha. Ông chú tôi. Này ông chở tôi vô đây nè. Mà giờ ông đi đâu luôn rồi? Giờ không biết sao tôi ra ngoài nữa. Cô cho tôi đi quá gian ra một chút được không? Không có rảnh nha. Tôi còn phải đi giao hàng nữa. Thánh ăn vạ. Cô làm gì ghê vậy? Cô cho tôi đi ké ra xíu có sao đâu. Tôi nhắc lại tôi không có rảnh, tôi còn phải đi giao rau. Cùng lắm à. Tôi trả con 150, cô chở tôi ra ngoài được chưa? Nè, anh gì ơi, thánh ăn vạ ơi, đừng có lấy tiền ra rù quá anh tôi nha. 200 thì được. Trời ơi, cô chở vào ngư hay là cô chở gì mà cô lấy 200 ghê vậy? Giờ có đi không? Ông đi á thì ở lại đây nói chuyện với cô chú. Ở đây cô chú nhiều lắm á. Đây đây. Ơi. Sao giờ này mà chưa đi giao rau nữa ta? Lành khỏi cảm ơn anh. Gì? Cảm ơn con mắt ông á. Quỷ sứ nhặt ông có gì đâm đầu chỗ người ta đang chạy xe. Thì anh xin lỗi Út Lành. Nhưng mà Út Lành có nhận ra anh không? Út Lành nhìn kỹ đi. Vẫn không nhận ra nha. Anh là Hiếu Đà Lạt nè. Ông làm như Đà Lạt có mình ông tên Hiếu vậy. Thì ở Đà Lạt có nhiều người tên Hiếu nhưng mà có mình anh lấy nghệ danh là Hiếu Đà Lạt hả? Anh học chung cấp 3 với Út Lành đó. Anh là người học ngu nhất lớp đó. Nhớ hả? Chưa nhớ nha. Anh là người hay đứng cột cờ sáng thứ hai á. Ơi cái gì học ngu nhất lớp, học ngu nhất trường nữa. Ông hay đứng cột cờ, học ngu nhất trường nè. Đúng rồi. Anh là học ngu nhất trường á, Út Lành nhớ anh hả? Ê, trời ơi, lâu quá không gặp. Ủa rồi giờ anh làm gì? Anh làm bên công ty bất động. Bất động sản hả? Tôi ghét mấy người làm bất động sản nha. Không có, công ty bất động này là công ty nó nằm một chỗ á. Là nó không nhúc nhích á, là Tết này nó sẽ chết nếu mà nó ký không được hợp đồng á. Nói gì không hiểu gì hết trơn. Ủa rồi kiếm tôi làm gì? Thì hồi đó anh không có điều kiện. Anh thương Út Lành anh không dám nói. Giờ thì anh có điều kiện rồi.
cho nên anh tự tin anh gặp Út Lành để nói là anh thương Út Lành á. Thì đâu có thương ông đâu. Thì từ lâu em chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong thật tâm anh vẫn mong được nhiều hơn thế. Thôi nín đi anh, nói nữa làm gì. Công nhận Út Lành cũng hát dở như xưa ha. Nhưng mà anh thích giọng hát của Út Lành. Anh thương Út Lành thiệt mà. Anh thương tôi thiệt đúng không? Đúng. Nhưng tôi không thương anh. Em nói kỳ vậy, em thương anh sau đó em quay xuống em chỉ bài cho anh, em còn đá gì nữa. Tôi chỉ bài cả lớp mà. Thì em chỉ bài cả lớp nhưng mà anh ngu nhất lớp, em chỉ anh nhiều hơn nên em phải thương anh chứ. Vậy là anh thương em thiệt á hả? Thôi anh đứng đèn nhà, thương quá thương quá. Tôi đi giao rau chứ nói hoài, nói nhiều quá là tôi mệt rồi. Út Lành, để mua rau cho. Để mua rau cho Út Lành. Đi ra đi, đi ra. Út Lành, chỗ tôi đi mua cho. Người ta chửi tôi nè, trời trưa trời nắng. Út Lành, anh thương Út Lành mà. Anh có thể ăn bắp cải suốt đời cũng được mà. Út Lành. Sắp lấy chồng rồi. Em có chồng rồi. Có chồng rồi. Riêng nay em cưới chồng rồi. Cưới chồng rồi mọi người ơi có thấy không. Em đây cũng đã bằng lòng. Đã bằng lòng cùng với anh về nhà. Giá riêng em cưới chồng này. Hết ế thật này hàng sớm cũng thấy.